trên. Ôi càng ngày càng to luôn. Đấy, những cái nhà kia không chạy xuống vậy. Người dân coi thường mạng sống, đốt vàng mã trong chung cư khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Mới đây, trên TikTok lan truyền video một người phụ nữ ghi lại cảnh tượng ban công của căn hộ tòa chung cư đối diện bất ngờ xuất hiện một ngọn lửa. Cô vô cùng sợ hãi bởi đã từng thấy rất nhiều vụ cháy chung cư trên mạng xã hội, hậu quả để lại cực kỳ khủng khiếp. Ôi càng ngày càng to luôn. Đấy, những cái nhà kia không chạy xuống vậy. Ngọn lửa ban đầu còn khá nhỏ, tuy nhiên chỉ sau vài giây, nó bỗng nhiên bùng lên, cháy lan ra, khói đen bay nghi ngút khắp nơi. Những tầng trên phát hiện thấy mùi bất thường cũng nhanh chóng đóng kín cửa. Gia đình người phụ nữ ngồi bên này nhìn sang, chứng kiến toàn bộ sự việc thì lúng túng hô hoán nhau ầm ĩ. Sau một lúc được người dân trình báo, ban quản lý chung cư nhanh chóng có mặt để giải quyết tình huống khẩn. Lúc này chuông báo cháy đã kêu inh ỏi, khói bắt đầu bay ra tới hành lang. Mặc dù phải mất chút ít thời gian để phá cửa, nhưng thật may là đám cháy được dập tắt kịp thời trước khi gây nguy hiểm xung quanh. Sau một lúc tìm hiểu, mọi người mới biết nguồn cơn sự việc là do chủ nhà đốt vàng mã không giám sát chặt chẽ. Nghe xong câu chuyện, ai nấy đều bức xúc bởi đây là điều cấm được viết hẳn hoi trên văn bản của tất cả các tòa chung cư. Vậy mà chủ căn hộ vẫn cố chấp vi phạm. Nếu không may xảy ra điều gì ngoài tầm kiểm soát thì tính mạng con người của nguyên tòa chung cư sẽ bị đe dọa. Con người suy nghĩ kiểu gì trời? Chung cư nào thường bên dưới cũng có chỗ để đốt vàng mã má. Tại sao làm biếng đi đốt vậy? Lỡ bị gì thì sao? Nguy hiểm quá, cả ngàn người cùng chung một số phận. Tưởng cháy gì, hóa ra đốt vàng mã. Không hiểu đầu óc nghĩ gì nữa. Còn bạn, bạn có suy nghĩ như thế nào sau khi xem xong video trên? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên like, share, nhấn đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!